Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Biên bản cuộc họp đầu tháng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết, biên bản này vừa được công bố hôm 24 tháng 5, nhiều quan chức đề cập đến sự cần thiết của việc tăng trần nợ công kịp thời nhằm tránh rủi ro hệ thống tài chính và nền kinh tế bị xáo trộn nghiêm trọng, ghi nhận của VN Express. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện vẫn bế tắc trong việc nâng trần nợ. Những người tham gia đàm phán chưa thể thống nhất về các điều khoản. Đảng Cộng hòa muốn giảm chi mạnh tay, trong khi Đảng Dân chủ thúc giục áp dụng các biện pháp tăng thu ngân sách. Trong cuộc họp báo hôm ngày 3 tháng 5, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định mọi người không nên nghĩ rằng Fed có thể bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động trong ngắn hạn và dài hạn từ việc vỡ nợ. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp cũng cho thấy Fed sẽ không ngồi yên. Nhiều quan chức nhấn mạnh Fed nên sẵn sàng sử dụng các công cụ về thanh khoản, cũng như các chính sách vi mô, vĩ mô thận trọng nhằm giảm thiểu rủi ro bất ổn tài chính trong tương lai, biên bản viết. Cách đây hơn chục năm, các cuộc họp của Fed cũng cho thấy các quan chức đã thảo luận về một số lựa chọn, đó là mua lại trái phiếu chính phủ để bơm thêm thanh khoản vào thị trường, thậm chí hoán đổi các loại trái phiếu bị chậm thanh toán. Cụ thể, năm 2023, Powell gọi các biện pháp này là kinh khủng nhưng không phản đối việc thực hiện. Thời điểm này, cuộc chiến trần nợ công thậm chí khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Năm 2011, Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận nâng trần nợ chỉ 2 ngày trước thời hạn mà Bộ Tài chính Mỹ ước tính ngân sách sẽ cạn kiệt. Ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen lặp lại cảnh báo việc chính phủ hết tiền ngay đầu tháng 6. Tại một sự kiện của Wall Street Journal, bà từ chối cho biết bộ này có ưu tiên thanh toán với trái phiếu chính phủ hay không. Đầu tháng này, quan chức Fed cũng thảo luận về hoạt động của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Đây là thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới, đóng vai trò tham chiếu cho lãi suất cho vay toàn cầu. Một số quan chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, cũng như khả năng giới chức giải quyết các vấn đề liên quan, biên bản viết. Thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 24 tháng 5, các đại diện của Nhà Trắng và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp tục cuộc đàm phán về trần nợ. Thời gian cho hai bên không còn nhiều. Theo cảnh báo của Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ có thể vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6, tức là còn khoảng 8 ngày, trong khi việc thông qua dự luật tại Quốc hội cũng sẽ mất vài ngày. Sau cuộc họp kéo dài 4 giờ tại Nhà Trắng, ông McCarthy cho biết các cuộc đàm phán đã có tiến triển, dự đoán hai bên sẽ đạt được thỏa thuận mặc dù còn một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ông McCarthy nói, chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ trong buổi làm việc. Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận phù hợp. Có thể thấy rằng chúng tôi đang nỗ lực hướng tới điều đó. Ông chia sẻ thêm với phóng viên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại mà chúng tôi đang giải quyết. Tôi nghĩ có thể tìm được giải pháp cho một vài vấn đề trong số này. Ông McCarthy không tiết lộ chi tiết cụ thể về các điểm vướng mắc, nhưng khẳng định ông sẽ không lay chuyển trước yêu cầu cắt giảm chi tiêu và các vấn đề an sinh xã hội. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng các cuộc đàm phán vẫn có kết quả. Bà nói, nếu các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra một cách thiện chí, chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Nhà Trắng và các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội cũng cáo buộc đảng Cộng hòa lấy kinh tế Mỹ làm con tin để thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng này. Phía Dân Chủ cảnh báo đảng Cộng hòa cần nhượng bộ nhiều hơn vì họ sẽ cần lá phiếu của đảng Dân Chủ để thông qua bất kỳ thỏa thuận nào. Bế tắc kéo dài nhiều tháng đã khiến các nhà đầu tư lo sợ, đè nặng lên thị trường chứng khoán Mỹ với việc chứng khoán Mỹ hôm ngày 24 tháng 5 tiếp tục giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường toàn cầu. Vietnam Plus ghi nhận, tính đến 13 giờ 30 ngày 24 tháng 5 giờ Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 235 điểm, tương đương 0,71%, còn 32.820,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 33,14 điểm, tương đương 0,8%, xuống 4.112,34 điểm. Còn chỉ số Nasdaq thiên về công nghiệp mất tới 108,9 điểm, tương đương 0,87%, còn 12.452,2 điểm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 24 tháng 5 cho biết bà đã nhận thấy những căng thẳng trên thị trường tài chính,
Nguyên nhân là mối lo về việc Mỹ có thể lần đầu vỡ nợ. Tại một sự kiện của Wall Street Journal, bà Yellen cho biết những căng thẳng liên quan đến trần nợ đang ảnh hưởng tới thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Bà Yellen nhấn mạnh, những dấu hiệu căng thẳng này là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận kịp thời. Bà Yellen cũng liên tục kêu gọi Nhà Trắng và Đảng Cộng Hòa nhanh chóng đạt được thỏa thuận về trần nợ công. Nếu không, nước này khó trụ tới giữa tháng 6. Các khoản thu và chi thuế luôn luôn chắc chắn. Vì vậy, rất khó để đưa ra một dự đoán chính xác. Bà Yellen khẳng định trong một chương trình của BNC hôm ngày 21 tháng 5. Vị bộ trưởng này cảnh báo, nhưng theo đánh giá của tôi, đến ngày 15 tháng 6, khả năng chúng ta có thể tiếp tục thanh toán các hóa đơn là rất thấp. Theo thông tin từ VN Express, cơ quan hành pháp Mỹ đang nghiên cứu các phương án để tránh cho nước này rơi vào cảnh vỡ nợ nếu chính phủ không đạt được thỏa thuận với Quốc hội. Một trong những phương án tiềm năng là sử dụng tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Kích hoạt tu chính án thứ 14 có thể giúp Tổng thống Joe Biden vượt quyền Quốc hội để giải quyết khủng hoảng trần nợ của Mỹ, song biện pháp này tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Phát biểu tại Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden cho biết ông có thẩm quyền làm điều này, song vẫn còn e ngại về những thách thức pháp lý nó có thể mang lại. Trần nợ công là mức trần pháp lý về số tiền tối đa mà chính phủ Mỹ được phép vay để thanh toán các khoản nợ và chi tiêu. Mức trần nợ công của Mỹ hiện nay đã được Lưỡng viện Quốc hội thông qua là 31.400 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mức trần này đã bị chạm tới từ hồi tháng 1. Khi chạm trần nợ công, chính phủ Mỹ vẫn phải thanh toán cho các trái chủ, chi trả cho các khoản bắt buộc như an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, lương cho binh sĩ trong quân đội, cũng như các khoản như hoàn thuế, trả lãi vay. Để thực hiện các nghĩa vụ này, Bộ Tài chính Mỹ từ đầu năm đã thực hiện các biện pháp đặc biệt để duy trì hoạt động của chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 nếu Quốc hội không giải quyết vấn đề nâng trần nợ công. Do các biện pháp đặc biệt không thể kéo dài, để tránh nguy cơ Mỹ vỡ nợ, Lưỡng viện Quốc hội phải thông qua một dự luật cho phép nâng trần nợ công. Tuy nhiên, phe Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện chỉ chấp thuận nâng trần nợ công với điều kiện chính phủ Mỹ phải cắt giảm đáng kể chi tiêu. Điều này vấp phải sự phản đối của phe Dân Chủ, khiến các cuộc đàm phán nâng trần nợ rơi vào bế tắc và thúc đẩy Tổng thống Biden xem xét tu chính án thứ 14. Theo khoản 4 trong tu chính án thứ 14, đề cập đến khoản nợ phát sinh của Liên minh miền Nam trong cuộc nội chiến Mỹ. Theo quy định của pháp luật, nợ công của Mỹ bao gồm cả khoản nợ phát sinh để thanh toán lương hưu và tiền thưởng cho hoạt động trấn áp nổi dậy hoặc nổi loạn sẽ không thể thoái thác. Điều khoản này ra đời do các nhà lập quốc Mỹ lo ngại nghị viện các bang miền Nam có thể từ chối trả những khoản nợ liên bang phát sinh trong thời kì nội chiến Mỹ. Giáo sư Lauren Chai từ trường luật Harvard cho rằng, khi kích hoạt khoản 4 trong tu chính án thứ 14, Tổng thống Biden có quyền ra lệnh thanh toán các khoản nợ của quốc gia bất kể trần nợ mà Quốc hội đặt ra. Cơ sở cho lập luận này là khi khoản 4 trong tu chính án thứ 14 cấm hành vi thoái thác trả nợ công, mọi hành vi ngừng thanh toán các khoản nợ và chi tiêu liên bang là vi hiến. Bởi vậy, giới hạn nợ do các nhà lập pháp đặt ra đối với nợ liên bang cũng không thể được công nhận. Một giáo sư luật hiến pháp cho rằng, hiến pháp cũng đã quy định rất rõ ràng một khi nước Mỹ vay tiền, họ sẽ phải trả lại. Do đó, điều khoản được tạo ra để ngăn hành động thoái thác trả nợ thời kỳ hậu nội chiến vẫn có thể được áp dụng để giải quyết bất đồng hiện nay giữa đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Chính phủ liên bang có nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng thời hạn. Ông nói, điều này đồng nghĩa Bộ Tài chính Mỹ vẫn có thể vay tiền vượt quá mức trần đã được đặt ra để thanh toán các khoản nợ. Cựu Tổng thống Barack Obama đã hai lần cân nhắc kích hoạt tu chính án thứ 14 trong nhiệm kỳ của ông khi Hạ viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát khi đó đã suýt đưa Mỹ đến bờ vực vỡ nợ. Tại Hạ viện, 66 thành viên của Ủy ban cấp tiến Quốc hội hôm ngày 19 tháng 5 kêu gọi Tổng thống Biden kích hoạt tu chính án thứ 14 thay vì chọn một thỏa thuận tồi với phe Cộng Hòa. Việc đầu hàng trước những yêu cầu cực đoan đó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích các đảng viên Cộng Hòa theo đuổi những biện pháp phản dân chủ, đặc biệt khi họ đã được thông báo trước rằng tăng trần nợ là điều không thể thương lượng, các nhà lập pháp viết.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.